Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với mình là Úc Bi Quy Nguyễn Bến Tre đây. Rồi thì sáng hôm nay là mình có một số đơn như thế này. Mình mới vừa soạn cái xong, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cụ thể cho bạn xem nha. Thì cái đèn này như quay nên sao nó hơi bị chớp quá các bạn ơi. Rồi hiện tại hôm nay là mình đầu tiên trước đi là một cái combo full gold ghi bông ha. Full gold ghi bông. Để một xíu là mình chỉnh cái điện thoại lại sao nó bị chớp quá. Rồi full gold ghi bông combo 20 cặp sẽ là 600.000 và hiện tại cái hàng này mình sắp hết rồi các bạn ơi. Chỉ còn được một vài combo nữa thôi, cho nên là bạn nào cần thì liên hệ với mình sớm nha. Đó, bên đó là 10 máy, bên đây là 10 máy nữa. Đó, tổng cộng là 20 máy ha. Đó, full gold các bạn, quay có đèn các bạn thấy nó đẹp ghê, bỏ nền đen nữa. Nói chung là khỏi bàn luôn. Rồi, này là của bạn Bùi Văn Cường ở Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi xong. Với lại là ở đây là 7 cặp wheel coil short rion tại wheel bướm đó, mình quay lại cận cảnh cho các bạn xem ha. Trong máy ở đây luôn mình đã soạn rồi, thì trong đây là sẽ có 5 cặp về battery. Rồi thì trong đây sẽ có 5 cặp wheel coil short của bạn Nguyễn Bình Nguyên ở battery Bến Tre ha, thì mình sẽ gửi CNT giao tận nhà, với lại là 2 cặp của một anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thì đây là Dumbo ha, Dumbo đây, máy có trống Dumbo CT bơi đó, để mình động đậy cho nó bơi cho các bạn thấy ha. Rồi có đóng có máy luôn nha các bạn, hai cặp mì này sẽ về thành phố Hồ Chí Minh luôn, Dumbo City bơi đâu. Rồi đây con máy nữa nè. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đóng vô trong túi rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi còn đây là trống nè. Đây, trống thì full gold thì con nào cũng như con nào thôi, cho nên là mình đóng trước luôn chứ để tránh mất thời gian. Rồi ok, mở bịch 10 con. Rồi thì bây giờ là tạm thời đóng xong, tới đâu thì mình sẽ quay tới đó đi cho nhanh ha các bạn, để tranh thủ đi gửi xe cho kịp. Rồi thì cái đơn này là 20 cặp full gold ribbon hàng thủy sinh, 20 cặp là 600k. Thì tính ra chỉ có full gold ribbon mình chỉ có 30.000 cặp thôi các bạn, rất là rẻ rồi ha. Đây thì nửa trống gen nửa trống ribbon, còn ở dưới đây là máy nè. Đây, máy đây. Đó. Rồi, máy luôn ha. Rồi quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem mà cái full gold này sau khi mày đóng vào trong cái nền trắng rồi thì nó rất là xấu nha các bạn. Còn bạn nuôi về các bạn thả hồ vệ sinh cái nền tối xíu thì cá nó lên màu, với lại bạn có nắng á, có nắng xíu thì cá nó sẽ lên màu, từ từ nó sẽ lên màu rất là đẹp ha. Đó, còn bạn muốn đẹp nữa thì bỏ vô nền đen quay là khỏi chê luôn. Rồi còn một cái đơn này là của một cái bạn khách ở Ba Tri Bến Tre luôn, chung tỉnh với mình luôn, Đồng Hương. Thì đây là 5 cặp wheel coil sọ tri bông, đây bướm gửi về Ba Tri của bạn Nguyễn Bình Nguyên nè. Rồi xong. Rồi tiếp theo sẽ là một cái combo Dumbo siêu tay bơi. Rồi quay lại cho bạn xem ha. Đó. Cá là size đạt ok hết rồi nè. Đó, Dumbo siêu tay bơi. Rồi đây là mấy con trống, 4 con trống ha, combo 4 cặp. Thì chắc là sau cái clip này là mình xin dừng cái Dumbo combo Dumbo nha luôn nha các bạn. Tại vì hiện tại mình cũng sắp hết cá rồi, mình chỉ còn đủ một ít để bán lẻ lẻ ở trại thôi. Rồi thì sau khi nào mà có thì mình sẽ báo lại cho các bạn nha. Rồi còn đây là máy nè. Rồi. Rồi thì bây giờ là một xíu là còn một cái đơn full gold gain full tie với lại là vùng ghi bông full tie chung với cái Dumbo đó. Một xíu mà mình đóng tiếp và mình quay các bạn xem tiếp nha. Rồi trước hết là mình quay xong như đây để mình quấn keo xong hết mấy cái thùng này cái đi rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi xong, đây là 20 cặp full gold ghi bông hàng thủy sinh, 20 cặp 600k sẽ về xe Phương Trang trạm 193 Đồng Khởi, thì khách khi mà hàng tới á, khách bạn chứng minh dân ra nhận nha. Rồi còn một cái đơn này á, là hình như cái thùng này là wheel đó các bạn, combo 5 cặp wheel 450k sẽ về Ba Tri Bến Tre luôn. Rồi còn ở bên đây là cái thùng này là Dumbo siêu tay bơi, đây bên đây là combo 4 cặp các bạn, combo 4 cặp. Rồi thì mình sẵn đây mình xin báo luôn là Dumbo siêu tay bơi hiện tại bây giờ là cũng không còn nhiều nữa các bạn ơi. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đem vận chuyển mình gửi luôn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem một lần nữa ha. Mình sẽ đóng thùng mình gửi đi luôn. Đó, thùng này mình nấu lên khúc mà để đủ đóng cái đơn này. Rồi đây là 2 cặp full gold ri bông full vẫy full tay đây. Rồi cá nó nhát, không phải đóng vô túi nó nhát, nó chạy quá thì chạy các bạn. Rồi đây là 2 con máy ha. Rồi ok, 2 con máy. Rồi ở đây là 2 con trống wheel coil short ribbon tay bướm nè.
đó, hai trống, một trống gen, một trống dưới bông. Ở đây là hai máy Dumbo CT bơi, đây còn đây là hai trống Dumbo CT bơi đây đó, gửi trống ngon lành đàng hoàng cho các bạn hết. Rồi ở đây là hai máy wheel coi sọt nè, đó các bạn thấy nó u nu luôn, nhỏ xíu mà nó bụng nó chà bá lửa hết trơn luôn các bạn thấy không đó. Rồi đây là trống ha, trống của Full Gen, trống của cái hai cặp cá này, hai cặp full tai với lại là của năm cặp gen full tai luôn. Rồi ở đây là gen full vẫy full tai đó, full con gen full vẫy full tai thì giá nó sẽ mềm hơn, combo 10 cặp sẽ là 450 đó. Đây là ri bông full vẫy full tai. Rồi ok ha. Rồi đây là 10 con trống, trống gen có, trống ri bông có luôn. Rồi tiếp lại một cái đơn này full gen, full gen hàng thủy sinh. Sẵn thì cái đơn này thường thường là những cái đơn như ít như này mình không nhận được, tại vì ít quá thì cái đơn chi phí của mình đi nó không có đủ cho nên mình không có nhận. Tại vì hôm nay là mình có chuyến đi sẵn đi gửi Phương Trang đơn đơn này, rồi còn hai đơn kia nữa thì cho nên là mình có chuyến thì mình gửi sẵn, mình gửi chung luôn. Thì mình nhận cái đơn thủy sinh này của ảnh luôn. Thì ở đây là có 6 cặp gen, gen thường các bạn, gen này gen thường thôi. Thì thả thủy sinh, trống thì ảnh yêu cầu bắt trống đi bông hết thì mình sẽ bắt trống đi bông hết cho ảnh luôn nè. Đó rồi thì ở đây là có 6 cặp về bến xe Hà Tiên Kiên Giang. Rồi còn đây là đơn này sẽ về hình như là quận 6 thành phố Hồ Chí Minh thì phải. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ cho đóng thùng mà mình sẽ cho đi gửi luôn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.